Bắt ốc này. Thế có mấy món em nhỉ? Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món. Năm món rồi gì? Đập ốc, đập ốc. Xong rồi. Hả? Được gì à? Ốc cúc. Đấy. Chấm ớt. Ngon. Hôm nay ăn tạm linh tinh xong là chiều mình đi ăn mấy món ngon ngon nhá. Đói chưa? Hai đứa đói chưa? Thằng Tiến đói chưa? Mệt rồi. Các anh đói chưa? Chưa đói. Cảm ơn anh. Con cá gì đây? Cá bống biển đấy Tiến này. Con này giống như con papan ở suối mình ấy. Cá bống biển. Hả? Papan biển. Con này là củng hay sao nhỉ Tiến nhỉ? Củng nhỉ? Củng. Đói lắm chưa? Hai đứa đói lắm rồi chứ. Chả cá. Còn rau cải nữa. Tiến lấy đũa đi. Giang lau bát, ra lấy khăn lau bát đi con. Lau sạch sẽ từng cái một. Tiến chia đũa. Không có đứa con gái nào, có hai đứa con gái ở nhà. Ba bố con đi du lịch. Còn hai đứa con gái ở nhà. Tiến đây con cá biển này nó không có xương nhiều như cá pa băn của mình mấy nhỉ? Cần nó chặt tay với nhau nhỉ? Ớt á? Không cày á? Ăn no nhá. No quá, ăn no quá. Tiến xong rồi à? Hai bát à? Giang bây giờ đang bát thứ hai à? Ăn đi con. Có ế cái gì không? Ế mấy miếng cá, Giang nốt cá đi nhá. Tôm không ăn, ế. Rau còn một ít. Ăn đi ăn no xong rồi tí còn chiều đi tắm biển, đói đấy. Có thích không? Thằng Tiến dậy buồn ngủ chưa? Thế bây giờ đi lòng vòng một tí xong rồi về ngủ nhá. Xong chiều 4 giờ bắt đầu mới đi tắm nhớ chưa? Hai thằng chúng mày nhìn đi ăn xin đấy. Tiến cầm chai nước đi. Đi thì đi chơi loanh quanh tí xong rồi về tí nó ngủ lúc xong đi tắm nhá. Chưa? 5 giờ anh cứ 5 giờ 5 rưỡi vào trong bãi tắm cùng khu rồi anh hỏi dân người ta. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Ngủ đi, hai anh em nằm nghỉ ngủ chút lúc đi. Xong rồi để nước vào trong trên bàn đấy. Xong rồi chiều mới đi tắm táp gì chứ giờ nắng lắm, mới có hơn 1 giờ thôi. Ăn no chưa, hai anh em ăn no chưa? Rồi, no rồi thì nằm nghỉ đi. Ngủ đi một lúc cho đỡ mệt. Xong là chiều đi tắm nhá. Ngủ đi. Nằm ươn thưa lườn thế này á? Ôi, tối cũng phải nằm một tí đấy. Mệt quá. Tiến sắp ngủ rồi đấy. Sáng dậy sớm đi 5 giờ 15. Ngủ đi con, ngủ đi. Nằm ngủ lúc xong bố gọi dậy xong chiều hai anh em cho ra biển chơi.
Nhìn siêu nhân Tiến. Đấy quần áo thế này, anh dậy về mặc kiểu đấy đi. Con gái. Thay quần áo đi. Hả? Đúng rồi. Đẹp không? Hai đứa có thấy đẹp không? Tắm táp xong rồi, giờ chuẩn bị đi ăn tối, đi chơi xong ăn tối, đẹp nhỉ? Đèn đóm sáng trưng. Chỗ này câu cá được đấy. Hả? Có lẽ ngồi chỗ này câu cá được đấy. Không có cá đâu con ạ, à. Làm gì có cá. Cá đâu hết rồi. Đây toàn bộ đây là gọi là vịnh gì hả các bác nhỉ? Anh em và các bà nói tôi biết là cái này vùng vịnh gì nhỉ? Đây là đường mùng 1 tháng 4 hay 1 tháng 6 kìa. Mấy chú cháu đang ra đây đứng chơi đi cho anh quanh một lúc xong rồi mới ăn tối. Thế thì ăn ở nhà ở giữa nhà nổi hay là ăn ở trong bờ? Nhưng ăn ở ngoài kia thấy nó cứ rung rung đấy. Nhỉ? Yeah. Sống mà bố. Ừ thì ăn thế nó cứ rung rung thế thì làm sao mà ăn ngon được. Ăn được bộ. Đây các bác nhìn nhà nổi nó cứ rung 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 kìa. Thôi đi mấy anh em đi. Tiến đi. Đi trước đi. Tiến. Có đi được không? Ở đây không có cái các cái khu tập trung ăn uống như ngoài Phú Quốc các bác ạ. Phú Quốc thì có một cái gọi là chợ đêm hải sản đấy. Thì tập trung ra đấy là ăn đủ thứ. Ôi đi cái này trong chành thế nhỉ? Sợ không Giang? Đi ra xem ăn món gì. Cái gì đấy? Cá to chưa? Hả? Sao lại bơi ngược? Cá này hình như gọi là cá giò, con vằn vằn kia là cá mú đấy, giống như trước mẹ mua về đấy, tại Giang. To nhỉ? Xem nào. Ôi giời, nhiều con nhỉ, ăn mấy con này ngon đấy nhỉ. Tí ăn kia nữa kìa. Hả? Tí ăn mấy con này nhá. Xem nào, ngó xem nào. Tiến đây thì ăn con gì? Nhiều con thế. Tiến với Giang cứ hỏi con này con gì tôi cũng chịu, chả biết con gì với con gì. Con trai ấy. Hả? Con này giống con trai. Giống con trai nhưng không phải con trai đâu con ạ. Tiến có biết con gì không? To hơn con trai nhiều. Con cá và chui vào trong một con này. Ơ, con cá chui vào đây này bố. Ừ. Đấy, con ốc này ngon đấy nhỉ. Ốc này gọi là ốc gì anh? Cúc, ốc cúc à? Như thế này gọi là như cúc áo rồi. Ốc cúc. Tí nó làm ít ốc này. Ốc này nó chỉ ấy. Ốc này chỉ luộc thôi đúng không? Luộc hấp nhỉ, mấy món này bé bé này. Nướng. Có đâu còn mới 6 con này. Ừ. Rồi. Cá thì có cái gì cá sốt gì không nhỉ? Cá thu sốt. Cá thu sốt. Vâng, để ăn với cơm. Mình chanh và sốt thôi. Thế có mấy món em nhỉ? 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món. 5 món rồi cái gì? Ăn thì đã hết thì anh gọi tiếp, không có okay. Đi hai đứa trẻ con này. Vâng. Có lâu không em nhỉ? Nhanh rất nhanh. Ừ. Ơi. À, nhà anh là mỗi ngày một con sông nhá. Ừ. Rồi. Đây con to này con gì em? Con gì? Con to. Con đấy là gọi con đấy là con gì em? Con to to kìa. Bán mai. Bán mai con đi bán thế nào? À, bán đâu cân ạ? Một cân. Một cân thì được mấy con? Cân ốc này. Rồi. Đây mấy anh em đang ngồi góc bàn cuối cùng. Ăn thế này nó hơi rung rung đấy. Lắc đi lắc lại. Ăn bàn này nhá. Được không? Hả? Hả? Đâu? Cá à? Cá đây này. Cá gì đấy? Nhiều thế. Cá gì đấy? Không biết, cá biển. Ôi đói quá. Mùi thức ăn bắt đầu thơm thơm rồi đấy. Món đầu tiên, cảm ơn em. Con này gọi là con gì nhỉ? Con hàu à? Rồi, cảm ơn em. Ừ, anh cứ để đây cho bọn trẻ con nó nhìn đã, bọn này nó phải xem. Đẹp chưa? Gửi luôn. Gửi xem có thơm không Giang? Thơm. Thơm à? Lần trước bố ăn con nhím biển rồi đúng không? Ờ, ăn trước ăn nhím biển. Rồi, thank you. Nhím biển á?
Được, cảm ơn em. Mở đi, anh em mở đi. Mở một lon một thôi con, lon một thôi. Không uống mở hai lon lúc nó không ngon. Giang mở bia cho bố. Cẩn thận đổ nước, đổ ra nhà đấy. Có biết mở không? Rồi, đệ tử tốt, cảm ơn nhá. Hết chưa? Thôi không uống đá nữa con, đấy lạnh rồi, bỏ đá ra. Không uống đá đâu, uống đá chả ngon gì đâu mà. Nào, chúc mừng nhá. Chúc mừng đi biển nhá. Ngon lắm, Sài Gòn xanh. Biển này uống ngon đấy các bác. Tôi thích cái biển này. Chỗ này có hai chỗ lên tắm biển này. Một chỗ lên cận. Rồi, nào hai anh em bỏ cốc ra đây đi, xong rồi ăn đi, lấy đũa đi, lau đũa đi con. Lau đũa đi để bố phát chanh. Ôi, chanh này ngon chưa Tiến. Đũa sang bàn bên cạnh lấy con. Ôi xời này. Con này phải vắt lên đây một tí này. Nhìn đây này, hàu cái này. Đấy, rồi giọt chanh, ăn ngon lắm. Tiến được ăn con này bao giờ chưa? Chưa. Chưa được ăn hả? Tôi có hai đệ tử đi theo phục vụ mình. Ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn đi con. Ngồi xuống đi. Đây hai anh em ăn thử xem nào. Chấm cái này. Con hàu. Mỗi anh em một con, ăn đi, ăn thử xem nào. Cầm bằng tay thôi con, bẩn đi tí đi rửa chứ, lo gì. Ăn kiểu Giang ấy. Mút. Ngon không? Ngon không? Ngon à? Không chấm à? Để chú nha, đến lượt chú nha. Đây là con hàu nướng này. Nào mời các bác. Hàu nướng, đây con to dành cho hai đứa nhỏ. Mình ăn con bé nhá. Đây con này. Con này là hàu nướng là có những cái gì đây? Hành khô này, rau thơm này. Chanh vừa nãy tôi bỏ này, có cả tí hạt, cái hạt này. Thế nào, có cả cái ngon không? Thử nhá. Chấm cái này một tí. Chua chua nhưng mà thiếu cái ớt rồi. Ngon không Tiến? Ăn đi hai em ăn đi. Ăn đi. Mút thì chụt vát. Đấy, hàu nướng này. Anh em mà đi biển hay ăn con này chắc không lạ gì rồi đúng không? Mỗi người hai con à? Cũng bằng nhỉ. Ăn hết món này còn món nữa đấy. Còn ốc nữa cơ mà. Còn 4 món nữa, 5 món. Còn 4 món nữa đúng không? Hôm nay cho Tiến đi ăn mấy món này, bác thêm còn ông thêm còn chưa được ăn bao giờ. Ăn đi, ăn mạnh lên. Tí nó còn thức ăn đấy. Hết lại gọi. Tôi đang cầm máy quay ăn uống nó hơi khó một tí. Ngon không con? Xong món thứ nhất rồi, bỏ đũa lên trên bát này đi con. Một đĩa đã xong, giải quyết xong rồi. Đang chờ mấy món nữa. Dọn vào đi, còn món mới đấy. Một món mới. Món này món gì? Ba con. Không biết con này con gì? Con sưng à em? Con sưng, sưng hay là sưng? Sưng à? Cảm ơn em. Con sưng. Xem nào. Nhìn đẹp thế nhỉ? Nhìn đẹp nhỉ? Con này là nướng đúng không? Nướng nhỉ? Bố toàn gọi đồ nướng mà bố. Thì mình ăn đồ nướng thôi. Nướng mới ngon. Đấy, đẹp chưa các bác? Con sân nướng. Con này có săn đấy, đỏ đỏ thế này nhỉ? Con khác có đỏ đâu. Đây con này có đỏ đâu. Ôi giời, nóng. À, nóng quá. Ngon không? Tiến ăn răng ăn thử chưa, ngon không? Con đừng ngồi xuống ngã giờ xuống. Đây còn món gì nữa đây? À, ốc hấp ốc cúc đây đúng không? Vâng. Ốc cúc hấp.
Chị à, kêu đi à? Để em lấy nước chấm ốc anh nhé. Ừ, cho anh bắt nước chấm nữa đi. Xíu nhé. Ừ, cảm ơn em. Ăn như thế nào, cảm giác như thế nào? Có ngon một con vừa nãy không? Ngon hơn. Ngon hơn á? Thằng Giang chơi cả một con miếng to thế á? Chấm đi. Ngon không? Tiến thử làm miếng chấm ớt cay cay thế nào? Ơ, phải ăn chung nhau chứ, ăn trước cái bên trong thì không ngon đâu. Ăn hết cả cùng nhau. Đấy, chấm thế. Rồi, cảm ơn. Nóng à? Nóng ăn mới ngon chứ bố. Nóng ăn mới ngon à? Thằng Giang ăn nữa không? Còn lâu tao mới cho mày hỏi thế thôi nha. Ờ, hỏi thế thôi. Chẳng thèm ăn con này. Chẳng thèm ăn con này, vừa ăn xong một con to tướng ấy. Chẳng thèm. Đấy, hai anh em ăn ốc đi. Bỏ ốc ở đây. Đây, ốc đây. Ăn ốc đi, xem con ốc này như nào ăn. À, sẽ là trứng. Không, trứng đấy để cho ở đây mà Tiến. Trứng này không phải là, trứng này là đây này, trứng này Tiến này. Ở dưới này ấy, là trứng này người ta luộc lên thế này để cho vào nước chấm này, người ta dằm ra xong người ta chấm. Không phải là để ăn đâu, nhớ chưa? Tí thì ông định vô quả trứng ông sơi. Đây là thiếu gì chú? Ờ, nước chấm này. Cái này là để chấm gì? Chấm ốc, chấm ốc này. Chấm ốc này cái gì? Anh em bảo anh đập đập trên bàn này, có cái vỏ đầu nó đưa ra. À, đập đập trên bàn à? Ừ. Đập ra cho nó rơi cái đầu ra rồi. Rồi, cảm ơn. Ví dụ như con này. Ừ. Con này mới ăn được. À. Anh phải đập cái đầu ra cơ. Con nào đầu to là mình cứ đập đập thế này cái gì? Rồi, cảm ơn em. Đừng có vẩy ra quần áo đấy, bẩn đấy. Ăn ra bẩn tay thì tí đi rửa tay thôi. Đừng có rửa quần áo đấy. À, đừng có bôi quần áo đấy. Ừ. Đập như nào? Đập lưng nó thôi chứ Tiến, đừng đập đằng đầu nữa chứ. Đấy, đập thế. Giang biết đập không? Ok, chúng mày. Rồi rồi. Mình phải chuyển sang cái món này đã. Con rơi rồi. Sao nào? Món này nhìn hấp dẫn phết nhỉ các bác nhỉ? Cũng như cái món món cái này hàu à? Hàu vừa nãy à? Cũng nướng như thế. Gia vị thì có hành này, rau thơm này, một tí dầu ăn hay cái gì ấy. Đây, như thế này. Nhìn hấp dẫn phết đấy nhỉ? Giờ lượt bố ăn nhá. Chấm cay cay một tí. Ôi chết rồi. Đẹp chưa? Khói còn đang bốc lên này, mời các bác nhá. Miếng con này là con vừa nãy người ta, chú ý nói con gì nhỉ? Con sâm. Con sâm à? Sâm à? Con sâm làm miếng. Con này nhiều thịt hơn con vừa nãy. Ăn ngon lắm. Nhiều thịt hơn con vừa nãy. Này cầm mút một phát. Ngon quá. Uống đi. Ăn đi, ăn đi, ăn mạnh lên. Ngon lắm. Ngon à Tiến? Nhìn thằng này ăn sướng thế. Giang làm con thế nào? Ngon nhỉ. Lại tiếp tục cá sốt. Ừ. Cho anh luôn cơm đi em nhé. Tôi mang sẵn cơm ra đi. Bọn anh uống ít thôi mà. Rồi, cảm ơn em. Cá thu sốt. Để đây cái này thì ăn cơm. Ôi gõ mạnh thế. Ôi. Đây là con ốc ốc cúc. Ôi. Để cháu qua thế nào? Con thứ hai. Ốc thứ ba, thứ tư. Đây, ốc cúc đây. Chọc con thế này à? Ôi cứng thế. Bố phải đập. Ôi cứng thế. Bố đập chứ. Phải đập à? Ôi. Đã đập cho. Ôi không cần đâu. Đập tôi bố ơi. Tao chọc ra bằng được. Đây. Trên này nó có cái đầu cứng này. Ơ. Ừ. Con này gọi là con ốc cúc là vì nó có cái này các bác này. Cứng đơ. Dày cộp. Đấy, nghe này, thả này.
thấy chưa? Thấy chưa? Như hoàng bi. Ốc cúc đấy. Đấy, Tiến đang đọc kìa. Anh ạ. Ngon à, con này ốc này ăn ngon đấy nhỉ, ăn đắng đắng tí. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tiến biết đập chưa? Con kêu con bé. Con bé thì kêu. À, như thế à, thằng này nhanh phết nhỉ. Bọn này ăn như máy khâu gần hết ốc rồi. Mình mới được có 2 con. Chậm quá. Đây các bác này. Đấy. Ốc cúc. Chấm cái này cay này. Anh Tiến ăn nhiều thật. Cho vào mồm luôn này. Ui. Ui. Ốc cúc. Đấy. Chấm ớt. Ngon. Ăn nó hơi đắng đắng một tí. Ăn phần ở dưới nó đắng. Con ăn con này hơi đắng đắng một tí. Nhưng mà ngon. Ngon đúng không? Ăn rau đi. Đây con rau cải ăn như này Tiến này. Ở dưới này ăn là cái này phải dằm ra thế này. Xong tí nó mình chấm. Hiểu không? Đấy. Ờ thì chết rồi, vừa nãy cái này là người ta làm ra để chấm. Ốc của mình không chấm à? Con chấm mà. Mày chấm cái đấy à, ngon không Giang? Đấy, rau cải là chấm như này. Chấm với lại trứng. Chấm đây chứ Tiến mới ngon chứ. Ngon. Thế hôm nay ăn 3-4 món thế thôi nhá. Xong rồi để dành ngày mai còn mấy món lạ lạ ăn tiếp nhá. Chứ có ăn nhiều một lúc thì không ăn hết được mà không ngon nhá. Ăn mỗi hôm ít như thế. Ăn đi, vừa ăn cơm vừa ăn nốt ốc nhá, còn 6 con đấy. 6 hay 7 con trong này đấy. Ăn cá sốt cà chua đây ăn đi. Ăn đi con, ăn đi, ăn khỏe vào. Con trứng rán, nó cũng gọi trứng rán thêm. Ăn cá biển đi. Được rồi. Tôi cũng ăn cơm rồi các bác. Ăn cơm thôi. Còn ở đây lâu lâu đấy. Ăn cơm cho nó khỏe người. Bia rượu uống vừa phải thôi. Xem cá thu ở biển thế nào. Cá ngon lắm. Có canh rồi, ăn canh, cảm ơn em nhé. Canh ngao. Ăn ngao, ăn ngao đi. Đây, đây là cái canh ngao ngoài phòng trước tôi có trong một cái video của tôi có nhắc đến đấy các bác. Là cái dòng mùng này này. Dòng mùng này có một video tôi nhắc đến là anh em ngoài phòng hay ăn, đúng thật mà. Đây này, có canh ngao là có dòng mùng ngay. Bon đấy Tiến à? Bon đấy. Bon đấy, biết chưa? Tiến đang hỏi cái này là cái gì, bon này các bác, dòng mùng. Thì tôi đang có một cái video là nấu dòng mùng da trâu đấy, là chính là cái này đấy nhá. Dòng mùng da trâu chính là cái dòng mùng này. Hoặc làm nộm cái này trên bản của tôi làm ăn rất là ngon, mình cho nước măng chua vào ăn đấy. Ngon lắm. Bon đấy mà. Giòn giòn, chua chua. Rất ngon đấy, quá nấu ngon đấy. Không bị nún. Cái nào cũng hết. Không. Giòn giòn chua chua. Ra ăn là bể ngon quá. Đây dòng mùng đây, giòn giòn chua chua ăn rất là ngon. Làm phát giòn sật sật luôn đấy. Ơi. Con gấp con nhau là cũng không có gì. Nó dưới đáy ấy. Ngon quá, canh này ngon lắm. Chan canh đi. Canh ngao. Húp một phát thì sướng rồi cái này. Chua chua ngon ngon. À, ngon lắm canh ngao này. Tiến đang khen lấy khen để là ngao ngon, ăn ngon quá. Đấy. Nào đứa bác đây, chú múc cho. Nào đứa bác đây.
Đấy, dưới đấy còn đầy. Có cái gì ăn đâu. Đấy, cái này của Hoàng Tiến. Đấy. Đi đâu hết rồi con ngao này? Ơ, đi đâu hết thịt nhỉ? Đây, bỏ đây. Nào, bỏ ra giang. Đấy, ở dưới. Rồi, biết rồi. Đấy, nhặt cái nào ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ ra. Còn thịt nó ở dưới đáy này cơ mà. Chả thấy thịt đâu cả. Ơ, ngao này ngao mất. Ơ. Gì chứ, chả ngao thấy, có thịt. Chả thấy thịt đâu nhỉ? Yên bố múc thử thế nào. Ô, con ngao này chắc là thịt nhảy hết xuống biển rồi. Rất nhiều vỏ mà còn thịt. Thế này. Vỏ đây mà thịt có đâu. Con ngao này buồn cười nhỉ. Như kiểu ngao này thấy mình trên núi xuống sợ quá, bỏ cả cái vỏ để chạy xuống biển hết rồi các bác ạ. Có vấn đề đấy. Cái ngao không có thịt. Ăn đi, ăn đi. Thế ngủ trên tàu ăn được. Ừ. Mưa thì mình ngủ trên tàu thôi. Không, anh đủ uống, anh dùng hết. Thôi đi, hai anh em đi đi, đi lên đi. Nhanh, sắp mưa rồi đấy. Mưa 8. Dạ. Có giọt mưa rồi đấy. Đi về khách sạn thôi. Tạnh mưa thì mới đi chơi tiếp được. No chưa con? Ừ. Mai ăn mấy món nữa nhá. Ui, nghiêng nghiêng. Chạy về đi, mưa rồi. Chạy nhanh lên. Mưa rồi, không kịp đi chơi đâu, tí nữa về tạnh mưa đi con ạ. À. Tí nữa tạnh mưa đi, về đi, về đi. Con đang xem TV ạ. Vâng. Đây đang mưa to, ở Hà Nội có mưa không? Hỏi vào xem. Vào bảo còn. Ở nhà ở Hà Nội cũng mưa. Vâng. Dạ. Yeah. Dạ con nói chuyện với ông được không ạ? Vâng. Vâng. Con chào bà. Ôi, giúp đây, bà nói chuyện với bố này. Ba nói chuyện với bố nhá. Mẹ à? Nhà mưa mẹ. Hai đứa xem một tí xong đi ngủ nhá. Hôm nay mưa to đấy, mong mai sáng mai đừng mưa. Sáng mai đi chơi nhiều trò nữa, nhớ chưa? Xem tí xong ngủ đi con nhá, cả anh Tiến nhá, hai anh em ngủ đi. Cảm ơn các bác nhá, sau một ngày cũng mệt mệt đấy. Hai đứa này nó cũng mệt mệt rồi. Cho nó chơi lúc ngủ chứ hôm nay ngoài các bà mưa to. Hy vọng sáng mai đừng mưa. Em đi hôm qua, em đi ăn ở cái bánh cười.